trên sân vận động Lạch Tray với tỷ số 1-3. Còn Topelec Bình Định cho dù là đã vươn lên dẫn trước Hoàng Gia Lai nhưng cuối cùng thì cũng phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 khi mất người. Như vậy là trận đấu đã chính thức bắt đầu và Topelec Bình Định trong trang phục trắng vàng ở phần sân phía bên tay phải, màn nhỏ của quý vị và các bạn. Trời mưa sân trường sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng kiểm soát bóng cũng như là khả năng phối hợp của các cầu thủ. Những đường bóng ngắn nhỏ sẽ khó tạo hiệu quả. Hendrio dứt điểm rất cao, không vào. Pha bóng đẹp mắt nhất của trận đấu cho đến lúc này. Những tình huống xử lý ở đẳng cấp rất cao của người dứt điểm cũng như là người chấn giữ khung thành. Hendrio đã cho thấy những phẩm chất của một cựu tài năng Học viện La Masia. Dẫn bóng, sút bóng rất tự tin, cú đá uy lực và chính xác. Nhưng hơi tiếc một chút, đó là hướng sút của Hendrio vẫn hơi gần so với vị trí của Phạm Văn Phong đã chọn. Và cũng phải có lời khen cho thủ thành của câu lạc bộ Sài Gòn. Đó là một tình huống dứt điểm rất căng của Hendrio nhưng Phạm Văn Phong vẫn kịp tung mình và đẩy bóng vọt xa. Hendrio quả tạt rất khó chịu. 1-0, 1-0 cho cầu thủ Topelec Bình Định. Và có vẻ như người ghi bàn là Ariel Smith. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống quay chậm. Một pha bóng quá nhanh. Người ghi bàn là Xuân Nam. Bàn thắng đầu tiên của Xuân Nam ở mùa giải này cho Topelec Bình Định. Trận đấu hiếm hoi mà Xuân Nam được đá chính. Đây sẽ là hành động ăn mừng rất đáng nhớ và đầy cảm xúc của Xuân Nam dành cho bà xã và gia đình bé nhỏ của mình. Văn Đạt vẫn đang gặp vấn đề với chấn thương ở mí mắt. Chúng ta hãy cùng xem lại quả tạt bóng cực kỳ khó chịu. Chúng ta hãy cùng xem lại kỹ hơn một chút nữa xem bóng có chạm tay Xuân Nam không. Có vẻ như bóng đã chạm tay Xuân Nam chứ không phải là đầu của Xuân Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Đây là một bàn thắng không hợp lệ của Topelec Bình Định. Xuân Nam phải nhận thẻ trong tình huống này và bàn thắng lẽ ra không được công nhận. Chúng ta sau nhiều góc quay chậm thì cũng mới phát hiện ra được hành vi dùng tay chơi bóng của Xuân Nam. Pha bóng đó lẽ ra phải là một quả phạt lên cho các cầu thủ Sài Gòn và thẻ vàng dành cho Xuân Nam. Đây là tình huống xử lý ấn tượng của Hồ Tấn Tài. Đây là một tình huống xuất phát trực tiếp rất đẹp. Nhưng nó là ở phía bên kia. Cú đá thẳng của Vera. Cú đá đi trúng đích nhưng chưa đủ khó để có thể hạ gục được thủ môn Minh Hoàng. Gustavo vượt qua được Smith. Căng ngang. Nguy hiểm, không được. Rất tiếc là trong pha bóng vừa rồi thì Huỳnh Tấn Tài đã không thể trả ngược được trái bóng vào phía trong. Đó là lần lên tham gia tấn công khá bất ngờ của Bùi Xuân Quý. Nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng san bằng tỷ số cho câu lạc bộ Sài Gòn. Và người ghi bàn là Gustavo. Bàn thắng đầu tiên của Gustavo cho Sài Gòn ở mùa giải này. Gustavo đã ra sân trận đấu này là trận đấu thứ tư. Và vừa rồi là một tình huống dứt điểm rất hay của tiền đạo ma số 9 bên phía câu lạc bộ Sài Gòn. Pha bóng ấn tượng của Gustavo. Và trong bàn thua vừa rồi thì cũng khó trách Minh Hoàng. Bình Định đã có những phút giây phòng ngự hớ hình, đặc biệt là ở hành lang cánh trái. Ngay lập tức huấn luyện viên Đức Thắng phải có những sự trao đổi với trợ lý số 1 Bùi Đoàn Quang Huy.
Người tạt bóng là Hữu Sơn, quả tạt quá đẹp. Và trong pha bóng này thì có lỗi của Smith khi anh đã không thể can thiệp được vào tình huống dứt điểm của Gustavo. Và dứt điểm quá đẹp mắt và đập đất quá khó. Trần Đình Minh Hoàng không thể làm gì trong pha bóng này. Hendrio, Jim Belling và Rafaelson. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, nhưng bóng đã không được đưa vào lưới. Và bay người bắt bóng xuất sắc của Phạm Văn Phong, rất kỹ thuật và vô cùng đẹp mắt. Cú đá phạt trực tiếp, cú đá phạt góc có độ chính xác cao của Hendrio, và người đã cắt cầu một đánh đầu ngược nguy hiểm là Phạm Văn Thành. Smith chơi càng ngày càng hay hơn trong màu áo của Tottenham Định. Hendrio tuyến lại dứt điểm, cú đá rất căng nhưng lại đi chạy cột dọc. Đó là pha dứt điểm của tuyển thủ quốc gia Lý Công Hoàng Anh. Một pha phối hợp hay của cầu thủ Tottenham Bình Định. Nó bắt nguồn từ tình huống cắt bóng và phát động tấn công của Adrian Smith, được kết nối bởi những tình huống khống chế bóng và dẫn dắt của Hendrio và Hoàng Anh Gia Lai, là những đội bóng chưa biết đến mùi chiến thắng. Khá nguy hiểm tình huống chạm bóng của Gustavo, bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của Minh Hoàng. Nếu như Gustavo đưa được bóng vào lưới cũng rất có thể bàn thắng sẽ được không được công nhận, bởi Gustavo đã ở vào vị trí việt vị thì bóng rời chân. Nhưng Xuân Tú chưa có được quả tạt nào thực sự ấn tượng. Hồ Tấn Tài dứt điểm từ xa, cú đá căng nhưng không đi trúng đích. Và những cú đá ở tầm xa như vừa rồi, nếu có đi trúng đích thì cũng rất khó để có thể tạo ra sự bất ngờ với Phạm Văn Phong, một trong những thủ môn xuất sắc của V-League. Đường chuyền đầu của Văn Phong, Chiêm Mê Linh, Hendrio. Rất tiếc là cú sửa lòng kỹ thuật của Hendrio lại đưa trái bóng đi ra ngoài. Một pha bóng mà tiền vệ của Tottenham Bình Định đã có rất nhiều thời gian, không gian để chỉnh trái bóng, ngắm nghía rất kỹ. Sai lầm thuộc về Phạm Văn Phong và đường chuyền một chạm, chuyển đổi rất hay của Lý Công Hoàng Anh. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Jamie Linh và Hendrio. Hendrio cũng đã ngắm nghía rất kỹ trước khi thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật. Gustavo dứt điểm từ xa, không vào. Trái bóng căng như kẻ chỉ nhưng lại đi chết cột dọc. Pha xử lý khá hay của Gustavo Santos. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Cú đá mu trong có lực đi rất tốt của Gustavo, nhưng nó thiếu đi một chút xoáy để có thể cuộn vào mép trong cột dọc. Rafaelson, Jimmy Linh rất bất ngờ. Điểm đến cuối cùng của trái bóng vẫn cao hơn xà ngang của câu lạc bộ Sài Gòn. Nếu như trái bóng này rơi vào khung thành thì thực sự là quá khó cho Phạm Văn Phong. Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Nam Định cũng đã khép lại với tỷ số 1-1. Và tình huống phát bóng vừa rồi của Minh Hoàng cũng đã khép lại trận đấu giữa Sài Gòn và Topland Bình Định.